làm gì đó. Đứa ở nhà trong nhà nhá. Vâng. Để cô đi làm việc. Đến đây, chàng ơi, nhà không? Đâu rồi?
kìa. Anh uống nước đi anh. Ờ anh cảm ơn nha. Nãy mình không bắt được hồng trộm nhà em này. Anh có biết sao không? Anh không, anh mới bị bẩn tí rồi. Hả? Này là mình còn lấy được con lợn cho cô. Ừ. Nhưng mà nãy em đánh trộm kia xong mổm rồi. Hay em đang nói chuyện gì đấy? Cái gì trộm trộm ấy? Cô ngồi xuống đây để làm sao kìa cho. Nãy bọn cháu ngủ, xong cháu thấy cái gì ở trong lợn. Xong cháu đi ra xem, cháu thấy thằng trộm, nó đang trộm lợn. Hôm nay có trộm? Vâng. Cô có đi vắng một hôm mà có trộm nhẹ nhỉ? Thằng nào ấy nhỉ? Có thế có đuổi được nó không hay là không? Ừ. Người có sao không? Không. Thế lấy được con lợn không? Có. Không sao đâu gì? Vâng. Lợn con thằng trộm nó đi đâu rồi? Đuổi nó lên chỗ nào rồi? Nó lên chạy lên rừng rồi. Ừ. May có hai anh em nhà ấy nhỉ? Không mất con lợn không? Chắc không sợ à? Mệt nhỉ em nhỉ? Vâng. Mấy bọn cháu đi đánh với nó mấy trận liền xong giờ bọn cháu mệt quá. Thay quần áo bẩn này đi ấy đi giường rồi không thay quần áo đi, may quá hôm nay hai em nhà đấy. Đi nhà thay quần áo đi. Bao nha, để con băm đập băm cho con vịt đi. Có thích ăn bánh xôi không? Cháu có. Cô làm nha. Anh làm một bánh hay lắm. Thích không? Thank you.
Đó, một con nặng nhé. Rồi. Rồi, thế ăn mới ngon. Lấy xuống cẩn thận nhé, nóng nhé. Ngon á. Thêm nữa. Nhớ cho lại thêm không? Ăn ngon chưa? Ăn ngon không? Thấy ngon không? Có. Không nghĩ thế nào hả? Nghĩa bố nhỉ? Mai có đi thăm bố không? Có. Anh cho đi thăm bố nha. Đúng. Nhìn nói chuyện bố cẩn thận rồi nhá. Ok rồi nhá. Ngon nhỉ? Ăn đi. Anh nhận có hai đứa này ở nhà ăn cơm ngon thôi đấy, ăn cái gì cũng thế. Cô ăn luôn. Ăn nhỉ. Cô ăn miếng đó. Không này sao không làm cho nó đấy. Dạ. Con no quá. Bà anh ăn đấy cô. Này cố ăn một con no hai rồi. Quả mà ai cũng có phần. Em một quả, anh một quả. Thế. Này. Không, có ăn được. Còn một quả nữa ăn nốt rồi, ăn nốt rồi cô này. À, no. Cho nốt. Ngon không? Dọn đi nhá. Thank you.